chuyện tối cùng sao và câu chuyện về hành trình gắn bó với đam mê âm nhạc và bí quyết thành công trong kinh doanh của ca sĩ Bình Sang. Từ thuở bươn chải để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật đến khi đã vững bước trong cuộc sống. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa ai? Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Giờ như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư. Đón xem chuyện tối cùng sao với câu chuyện của ca sĩ Minh Sang, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.